Vâng, xin chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi livestream trực tiếp của chúng tôi. Hiện tại tôi đang có mặt tại sảnh khách sạn Hotel của hòn đảo Jeju, Hàn Quốc. Và đội tuyển nữ của chúng ta thì đang có một buổi tập nhẹ bên ngoài khách sạn nhằm chuẩn bị cho trận quyết đấu với Myanmar sẽ diễn ra vào tối nay lúc 19 giờ giờ Hàn Quốc, tức là 17 giờ giờ Việt Nam. Xin chào bạn Cao Chí Thành. Xin chào gần 200 bạn. Hiện tại Việt Nam thì vẫn là chậm 2 tiếng so với Hàn Quốc. Chú Tư Arsenal chiều có trực tiếp trên VTV60S. Trận đấu này thì chúng ta không có bản quyền, vì vậy sẽ không trực tiếp trên các kênh sóng của Việt Nam. Và chúng ta hãy cố gắng tìm một cái kênh thông tin nào khác để xem các bạn nhé. Xin chào Du Điền, chào Nguyễn Nhật Bảo Vi, chào tất cả các anh em dậy rất sớm. Hôm nay thì cũng có rất là những cái người xem sẽ là các bạn học sinh sinh viên, không phải đi học vì dịch cúm Corona. Nguyễn Nhật Bảo Vi, xin chào Ngọc Sơn, chào thêm em. Chào Hoàng Ly, buổi sáng tốt lành nha admin. Rồi, chúc bạn buổi sáng tốt lành nha. Đội tuyển nữ của chúng ta sau khi ăn sáng xong lúc 7 rưỡi thì nghỉ ngơi và 9 giờ thì đã di chuyển xuống sảnh khách sạn, bên ngoài sảnh khách sạn để tập nhẹ. Đây cũng không phải cây lá đỏ đâu các bạn ạ. Tất cả những cái màu đỏ kia là hoa đấy. Mình cũng không biết rõ là cây gì. Trận đấu này thì không có bản quyền ạ. Trận đấu này thì không có bản quyền đâu bạn Đặng Thạnh Sơn nhá. Xin chào Trường Võ. Xin chào Hết Duyên, chào Bùi Khiêm. Văn Thắng Phạm, đội tuyển nhá, đội tuyển quốc nữ quốc gia Việt Nam. Sau khi đội tuyển nữ tập nhẹ thì khoảng 10 giờ thì ban huấn luyện trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng cùng ban huấn luyện sẽ họp đấu pháp để chuẩn bị cho trận quyết đấu với Myanmar. Đây là trận đấu quan trọng sẽ quyết định được cục diện của bảng A vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020. Hôm nay đá bạn Thủy Thanh Nguyễn nhá. Xin chào buổi sáng Lê Nguyễn Mỹ Duyên. Mèo Nguyễn, lá đỏ chứ hoa nào đỏ thế? Đây là hoa các bạn ạ. Đây là hoa đấy. Hiện tại Jeju đang vào mùa đông, vì vậy nên khung cảnh cũng bớt nên thơ hơn. Cỏ cây thì chuyển sang màu xám. Đây là khung cảnh của thành phố Sawipo, thành phố nằm sát biển ở hòn đảo Jeju. Đảo Jeju rất là rộng. Hôm nay đá. Xin cảm ơn lời chúc của Thi Nguyễn, chúc đội tuyển chiều nay chiến thắng. Xin chào cuộc sống, xin chào Hòa Nguyễn. Xin chào Ngọc Cần. Không, trực tiếp này thì chúng ta không có bản quyền, nên chúng ta hãy thử tìm xem trên các kênh YouTube xem có được đường link nào đó trực tiếp trận đấu này hay không. Đây, đội tuyển của chúng ta thì được ở khách sạn 5 sao. Đây là một trong những chuyến đi mà đội tuyển chúng ta đã được trang bị về nơi ăn chốn ở tốt nhất, khách sạn Can Hotel, khách sạn 5 sao. Một bữa sáng của đội tuyển nữ Việt Nam thì có giá khoảng 20.000 won, tức là tương đương khoảng 400.000 Việt Nam. Còn một bữa ăn thường ngày thì có giá khoảng $50. Có em gì xinh xinh không? Chính là chị Hoàng Thị Loan đúng không ạ? Xin chào Công Danh, xin chào Trường Giang, xin chào Hoàng Hiền Lương. Lạnh lắm phải không chị ơi? Thời tiết ở trên trụ thì rất là thấp, chỉ khoảng 5 độ C thôi. Hiện tại tôi nghĩ là ở đây đang là 7 độ C. Buổi tối thì có thể xuống thấp xuống 3 độ C. Seoul thì thậm chí có cả tuyết nữa, nhưng mà ở đảo thì thời tiết đỡ hơn một chút khi mà chúng ta có nắng. Nắng thì gần như là bao phủ cả ngày. Nắng và độ ẩm cao giúp cho các tuyển nữ của chúng ta có thể chống chọi được với thời tiết lạnh. Tuy nhiên thì cũng khá là lạnh so với những cầu thủ nữ đến từ vùng nhiệt đới như chúng ta. Trong đất liền còn âm 10 độ đây. Bạn Tuấn KR, tức là Korea đây, chia sẻ thông tin từ Hàn Quốc. Thời tiết ở Hàn Quốc, Seoul thì cực kỳ là khắc nghiệt rồi, còn thời tiết ở đảo chúng ta thì đỡ hơn. Như cả tay tôi là đây, tay tôi là gần như là đã nẻ hết. Xin lỗi Hữu Thắng nha, máy hơi rung một chút, tại vì là đang lạnh quá nên tay hơi run run. Cảm ơn lời chúc của Nguyễn Yến, chúc các bạn nữ gặp nhiều may mắn. Đây chỉ là một cái sân tập mà nhân tạo thôi ạ. Đây chỉ là một cái sân tập nhân tạo thôi.
đội tuyển nữ chúng ta đã có 6 ngày ở đảo Jeju Hàn Quốc. Tại sao lại chúng ta lại có 6 ngày? Bởi vì là đội tuyển Triều Tiên đã bất ngờ xin rút khỏi bảng đấu này sau khi biết thông tin vòng đấu này được tổ chức tại Hàn Quốc. Vì vậy bảng A chỉ còn lại 3 đội Hàn Quốc, Myanmar và Việt Nam. Myanmar và Hàn Quốc thì đã gặp nhau vào ngày 3 tháng 2. Và đội tuyển Hàn Quốc thì đã chứng tỏ được cái đẳng cấp của mình. Đội tuyển xếp hạng thứ 20 trên thế giới với một chiến thắng hủy diệt 7-0 trước các cô gái Myanmar. Trận này có trực tiếp tranh nào không? Rất nhiều người bạn hỏi về trực tiếp trận đấu này, thì tôi xin nhắc lại là chúng ta là không có bản quyền của giải đấu này. Vì vậy chúng ta phải theo dõi trên Linh Lậu thôi. Các bạn có thể tìm trên YouTube xem nhé. Như mình ở sân thì mình thấy là trận đấu này được đài KBS quay. Chiều nay trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ giờ Việt Nam ạ. Đây là khung cảnh bên ngoài khách sạn. Đấy, đây là một cái thành phố Sawipo ở sát biển. Vì vậy nên khung cảnh đây rất là nên thơ. Ngày hôm qua thì đội tuyển nữ Việt Nam đã có kênh Hàn có phát bóng admin. Kênh Hàn khả năng các bạn tìm trên kênh KBS nhé. Xin cảm ơn lời chúc của Mai Giác. Xin chào Việt buổi xuân, thi đấu vào lúc 17 giờ nhá. Và không có bản quyền nên chúng ta hãy thử tìm trên một cái thông tin khác trên YouTube xem. Ngày hôm qua thì huấn luyện viên Mai Lức Chung cùng toàn đội đã có buổi tập trên sân chính là sân Jeju World Cup. Sân vận động này thì đã là sân vận động tổ chức 3 trận đấu của vòng loại World Cup 2002. 2002 rất là lâu rồi, cách đây gần 18 năm. Tuy nhiên thì xung quanh sân thì vẫn lưu giữ lại rất nhiều những cái bảng đấu hay là những cái kỷ niệm liên quan đến World Cup 2002 được tổ chức tại Hàn Quốc này. Netsport không trực tiếp vì chúng tôi không, giải đấu này thì không có ai có bản quyền cả, kể cả VTV. Cảm ơn lời chúc của Thơ Nguyễn nha, cảm ơn Khai Đỗ. Đội tuyển nữ chúng ta ăn sáng lúc 7:30. Và bây giờ thì xuống sân để tập nhẹ. Nếu như giành chiến thắng với Myanmar thì gần như là chúng ta đã nắm chắc được tấm vé đi vào vòng đấu playoff đá đội sân nhà sân khách với hai đội của bảng đấu khác. Vì vậy nên đây cũng thể coi là một trận quyết đấu đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Đấy, những cầu thủ nữ rất là cute, rất là trẻ. Xin cảm ơn những lời chúc của các bạn đã dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Xin cảm ơn Lương Thị Thủy. Xin chào Hà Thành. Bạn Hà Thành có lời rủ đó là mùng 9 chủ nhật có ai đi chung không? Mùng 9 tháng 2 thì là đội tuyển nữ của chúng ta sẽ gặp đội chủ nhà Hàn Quốc. Đấy, còn hôm nay thì gặp Myanmar. Mấy giờ đá vậy Thần Sầu? Bạn ấy, Thần Sầu có câu hỏi mấy giờ đá vậy? Mình xin nhắc lại là đá lúc 17 giờ giờ Việt Nam và 19 giờ giờ Hàn Quốc ạ. 19 giờ thì cũng không phải là thời gian thuận lợi cho tất cả các cầu thủ thi đấu tại bảng đấu này, tại vì 19 giờ thời tiết rất là lạ lạnh. Rất là lạnh luôn, chỉ khoảng 3 độ C. Tuy nhiên thì đã là thể thao thì chúng ta phải chấp nhận những khắc nghiệt của thời tiết. Như Thái Thị Hiền đã chia sẻ cho chúng ta ngày hôm qua mà tôi đã chia sẻ trên kênh Vsport. Đấy. Hy vọng là chiều nay tôi sẽ có thể gặp được những cầu thủ, những người hâm mộ đến từ Việt Nam. Tôi sẽ hy vọng các bạn sẽ mặc áo đỏ nhé. Áo đỏ thì tôi có thể nhận ra các cổ động viên Việt Nam, dù có thể là rất ít thôi. Một người, hai người, ba người. Xin cảm ơn Sơn Hiếu nha. Xin chào Hứa Tú, chào mình. Mình không phải bình luận viên nhé, mình chỉ là livestreamer thôi. Xin chào Nguyễn Văn Khởi. Đấy, đội tuyển nữ chúng ta tập nhẹ thôi. Đây là thủ môn, đây là Hồng Nhung này. Như vậy là đội tuyển nữ chúng ta sẽ đi vào bên trong. 10 giờ thì sẽ họp đấu pháp giữa ban huấn luyện cùng với trưởng đoàn ban huấn luyện và huấn luyện viên Mai Đức Chung.
Jeju đông người Việt Nam lắm. Cảm ơn bạn Mèo Quyên. Mèo Quyên đã chia sẻ một thông tin rất hay. Đấy, vì vậy thì hy vọng là bạn hãy chia sẻ thông tin này đến cho rất nhiều những cộng đồng người Việt Nam đang ở Jeju nhá. Hy vọng là tối nay tôi sẽ có cơ hội được phỏng vấn những cô gái, những chàng trai, những cổ động viên của Việt Nam đến sân để cổ vũ cho các cô gái của chúng ta. Đây, đội tuyển chúng ta ở một khách sạn rất là đẹp, 7 tầng, khách sạn 5 sao. Một bữa sáng thì lên đến 400.000 nghìn. Mình thì đã lỡ một lần ăn sáng ở đây 400.000 đồng và sẽ không dám ăn lại lần hai. 17 giờ đá bạn Mai Thanh Thuận ạ. Xin cảm ơn Kiên Tình nhá. Xin chào Trần Thùy Đoan. Xin chào Nguyễn Tuyên, cảm ơn bạn. Đội tuyển nữ của chúng ta thì đã tập xong, hôm nay chỉ tập nhẹ thôi. Chúng ta sẽ chuẩn bị thể lực cũng như tinh thần tốt nhất để cho trận đấu vào lúc 19 giờ tối nay giờ Hàn Quốc, tức là 17 giờ giờ Việt Nam. Đây là một số ít những phóng viên tác nghiệp tại Jeju, Hàn Quốc. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Duy Vượng, chúc bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Xin chào Thảo Trần, xin chào Hà Thành, xin chào Xuân Hiếu, xin cảm ơn bạn. Xin chào Dương Tiến, ở kênh nào ạ? Đây thì không có bản quyền nên các bạn hãy theo dõi, thử tìm hiểu trên một cái nguồn xem khác trên mạng nhé. Tối nay thì hãy cổ vũ hết mình cho đội tuyển nữ Việt Nam các bạn nhé. Đây là một trận đấu quan trọng, quyết định cục diện của bảng đấu này. Và tôi hy vọng sẽ có những chiếc áo cờ đỏ sao vàng đến sân để cổ vũ. Các bạn hãy mặc những áo cờ đỏ sao vàng. Để tôi có cơ hội phỏng vấn các bạn nha. Xin cảm ơn Hồng Nguyễn, xin cảm ơn Mo Cao. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ giờ Việt Nam. 17 giờ Việt Nam. Các bạn hãy lưu ý thời gian này nhá. Ai đang ở đâu thì hãy bay đến đảo Jeju để cùng cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ok, vậy là có lẽ là cũng không còn gì để nói nữa. Hôm nay đội tuyển nữ hôm nay thì chỉ có tổng cộng là 5 phóng viên đến tác nghiệp tại giải đấu này. Con số không phải là nhiều, tuy nhiên thì cũng là đáng quý so với những lần tác nghiệp khác, những giải đấu khác của đội tuyển nữ Việt Nam rồi. Mười bảy giờ tối nay nhá các bạn, nhưng mà là 19 giờ giờ Hàn Quốc. Thì hy vọng các bạn chúng ta xong việc, các bạn đang làm việc, sống và làm việc tại đảo Jeju thì hãy đến cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam tại sân vận động Jeju World Cup Stadium. Sân vận động đã tổ chức các trận đấu tại World Cup 2002. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn. Chiều thì không được phép quay một chút gì cả nên các bạn hãy sức thông cảm nhé. Có gì mình sẽ chụp ảnh cũng như là cập nhật tỷ số trên các hạ tầng fanpage và của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới làm việc thật vui vẻ, mạnh khỏe. Và đặc biệt là hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt để phòng chống được virus corona. Bye bye! Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.